Cái người biết tu vô là ở nơi hiện tiền, tức là ở nơi lục căn mà tiếp xúc như thế này, thì cái gì vướng động, cái gì không vướng động là chúng ta phải đủ sức để có thể mình định với chính mình. Cái đó mình phải khẳng định là mình thấy hình sắc này hoàn toàn không dính, đúng không? Mình nghe âm thanh này mình hoàn toàn không dính, mình ngửi mùi này mình không dính, cái vị này mình không dính. Tất cả những cái gì mà căn tiếp xúc với trần là chúng ta hoàn toàn không dính. Thì mới hy vọng là đêm đó chúng ta ngồi thiền được nhẹ nhàng. Không có chuyện mà làm không được rồi đóng cửa bỏ rồi, không được rồi nha. Cái người tu mình không chấp nhận chuyện đó, là không được rồi thôi cho nó qua, không có cái chuyện đó. Không được là phải làm cho được. Mình phải, cái giai đoạn mình dụng công là mình phải rất là nghiêm khắc với chính mình. Cái chuyện này mình dính mắc là phải tháo cho kỳ được. Một ngày không được 2 ngày, 1 năm không được 2 năm, 1 đời không được nhiều đời, dứt khoát là phải tháo. Tức là cái thái độ mà mình phải gọi là tháo gỡ cái rút mắc của chính mình ở nơi tự tâm là mình phải rất là mạnh mẽ, yếu không được đâu. Và thường là bị bỏ cuộc. Tôi thấy bỏ cuộc nhiều. Đụng chuyện người làm không được thôi kệ đây, mốt rồi tính đến tiếp. Và như vậy chúng ta không có tháo được một chuyện là nó chồng chất cái nghiệp tập ở nơi tâm mình một chuyện. Và cứ ngày nào mình cũng thua, ngày nào mình cũng bị dính cho một đống mà mình gỡ không có ra. Thì vậy là cái nghiệp mình càng lúc càng chồng, đúng không? Đâu có thoát đâu. Mà một người sống gần với đạo là sao? Phải nhẹ nghiệp, có nghĩa là phải tháo gỡ, phải làm rơi rớt, phải làm tan biến, phải quá tán được, phải làm rơi rụng tất cả những nghiệp tập, nghiệp chướng của chính mình trong một ngày mình sống. Như vậy là chúng ta đã thân cận với Phật Pháp mà xa rời nghiệp tập phiền não của mình. Nhưng mà chúng ta không làm được điều này thì sao? Chúng ta thân cận nghiệp tập phiền não mà xa rời Phật Pháp. Đây là một sự thật, cho nên mình tu một thời gian cái mình cảm thấy mình bị nặng nề, mình bị bó buộc, mình bị cái gì đó, mình cũng không biết mình bị cái gì. Nhưng mà bây giờ mình ở chùa mình cảm giác nó nặng nề lắm, nó buồn phiền lắm, nó cái gì á. Tự mình lý giải cũng không nổi là tại vì sao? Tại vì lúc mà căn tiếp xúc với trần chúng ta không lý giải nổi là mình hiện diện ở đó mình dính hay là mình thoát. Nói bên đây là chuyện rất là thực tế. Ví dụ như mà chúng ta đang ngồi nghe như thế này nè. Thật sự thì khi chúng ta không có để ý mà chúng ta nghe thì sao? Thì chúng ta ít nhớ hơn, phải không? Khi mình chú tâm mình nghe mình sẽ nhớ nhiều hơn. Có những người chú tâm nghe cũng không nhớ gì hết. Đúng không? Đó, bây giờ mình nói chuyện bình thường thôi là chú ý thì nghe biết, nghe nhiều hơn, hiểu nhiều hơn. Không chú ý thì nghe nó là tôi mơ lắm, mình cũng không hiểu mà cũng không nhớ luôn. Thì bây giờ trong lúc chúng ta nghe mà chúng ta nhớ xem như chúng ta dính, đúng không? Nhưng mà thưa là nghe không nhớ có dính không? Nó cũng là một cách quân tập của căn, cái kỳ vậy đó. Cái này mới là chết nè. Bây giờ để ý dính thì không có nói đi, mà không để ý vẫn dính. Không để ý vẫn dính mới là chết nè. Vậy là vừa thấy vừa nghe. Tới hồi mà quý vị đi sâu vào thiền định á, bây giờ thì mình ngồi thiền mình thấy từng niệm sẽ lên, tức là từng chuyện thải lên. Ví dụ như hồi nãy người kia nói nguyên một câu có mấy lời, thì bây giờ mình sẽ nhớ lại một câu và mấy lời một cách rất là chính xác. Nhưng mà lúc đó nó chỉ hiện cái âm thanh để mình nhớ mấy cái lời nói đó thôi. Nhưng mà chúng ta xong chút nữa chúng ta vừa thấy là cái hình người đó hiện lên, đúng không? Cái này cũng chưa sâu gì lắm, cũng dễ thấy lắm. Thấy cái hình người đó hiện lên và người đó sẽ nói nguyên một câu đó cho mình nghe. Có nghĩa là mình nhớ trong lúc mà thiền, có nhớ vậy không? Tự nhiên cái mình nghe nhói đau cái tim mình cái bắt đầu cái hình bóng của người đó hiện ra. Và họ nói một lời nào đó mình rất là đau, có không? Những cái mà gọi là gây dấu ấn. Gây dấu ấn á. Thì quý vị vừa thấy hình sắc, vừa nghe âm thanh, vừa thấy đủ cái gì trên lục căn của họ. Những cái mà không có dấu ấn thì chúng ta vẫn nhớ lại, nhưng mà nó phớt qua thôi. Thật ra khi mà chúng ta chú ý thì cái việc đó chúng ta nhớ lại nó rõ hơn, nó mạnh hơn, là vì mình có tình cảm ở trong đó. Tức là lúc đó mình sẽ có cái ý thức hoạt động mạnh hơn. Còn nếu như chúng ta nhìn mà chúng ta không để ý thì nó vẫn có cái thức, nhưng mà nó chỉ là nhãn thức thôi. Và nhãn căn, sắc trần và nhãn thức đã hợp nhau rồi thì nó quân thành chủng tử. Này mình nói nhiều lần rồi, nhưng mà vì lý do là mình không có nhìn cái đó đúng trong lúc chúng ta đang tu tập. Ví dụ chúng ta đang ngồi thiền, cái chuyện mà tự nhiên nước miếng nuốt nhiều hơn, thì mình nhớ lại là ngày nãy hồi chiều này là sư tỷ mình ăn me chua cho mình miếng đó, ví dụ vậy đi, thì nó cũng là một cái hình thức của vọng tưởng. Đấy là một cái sự thật xảy ra. Chỉ là cái chuyện mà mình tiếp xúc nơi căn trần, và tối ngồi thiền cái việc đó nó lại hiện ra. Nó nội những cái chuyện mà nó gần gần thân cận, nó tác động mạnh để tối nay mà mình thiền mình nó hiện ra thôi. Và với mình nó hiện ra trong cái lúc tọa thiền này thì nó còn vướng động hay là không nữa nè. Chúng ta phải thực tế với mình là khi nó hiện lên trong lúc mình đang thiền định thì những cái chuyện buồn thương giận ghét nó hiện ra thì mình nhìn nó như thế nào. Đây là cái chuyện thực để mình thấy rằng là xong cái ý niệm mà nhớ lại quá khứ của mình á, là mình còn lưu luyến không? Lưu luyến bằng cách là theo cái chiều thuận, nhưng mình còn phiền phức, mình còn phiền hận, mình còn giận hờn, mình còn khó chịu, mình còn bất an hay không trong lúc nó hiện ra. Bất an ở hai chiều thuận và nghịch, tức là thương và ghét. Thì cả hai cái này nó sẽ là sao? Nó vẫn còn tiếp diễn. Chúng ta nên biết là nó còn tiếp diễn. Nhưng mà ngay cái lúc ngồi thiền đó mình có đủ cái trí để mà nhận định là như vậy nào là nó sẽ dính mắc trở lại không? Có lần nào mình nhận định như vậy không? Chưa, đúng không? Nếu chúng ta không đủ sức để nhận định này thì mình dính hay là mình thoát mình có biết không? Không biết. Cái đó Đức Phật gọi là cái gì? Nói câu thật thà dễ thương. Vô minh trắng, đúng không? Vô minh dày lắm. Cái chuyện dính hay không dính, mắc hay không mắc, thoát hay không thoát là mình hoàn toàn mình không biết. Cho tới giờ phút này chúng ta cảm giác là chúng ta vẫn không có đủ cái trí để mình định điều này đối với cuộc sống của chính mình. Thì nói là mình tu giải thoát là mình tu làm sao? Dính cái gì mình còn không biết, kêu mình thoát cái gì. Đây là một cái thực tế. Thành ra chúng ta phải rất rõ ràng với mình. Đối với chúng tôi dùng từ là rất rõ ràng với chính mình trong mọi cái thấy biết. Thế này là thấy cái sự việc mà trong cuộc sống, đây là những cái sự việc thật, những điều xảy ra rất là thật ở trong đời sống của mình. Thì bây giờ mình không có nói gì ghê gớm nhất, mình chỉ muốn nói chuyện bình thường là tôi thấy rõ cái ý niệm nó hiện ra nơi tâm của tôi. Nó hiện theo cái chiều thuận là mình thương mến ai đó, hoặc là hiện theo cái chiều nghịch là mình ghét ai đó mà mình không thấy ra. Cứ nó hiện rồi cái mình cảm giác mình bất an, hiện cảm giác mình phiền não, cái mình gắng mình đè nó xuống, mình dẹp nó qua, mình xô nó đi, gì đó, có nghĩa mình làm nó biến mất đi. Thì như vậy là chúng ta không có đối diện với cái thực tại của chính mình. Và khi chúng ta không đối diện, chúng ta không nhìn kỹ cái bộ mặt thật của chính mình trong cái lúc mà tất cả những cái hiện nghiệp đó nó hiện ra. Nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác hiện ra nơi tâm mà chúng ta không thấy rõ nó thì mình sẽ gọi là gì? Mình đang lầm nó. Mà mình đang lầm nó thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới cái mê mờ sắp tới của mình nữa. Tại ra nếu chúng ta thực sự là cái người có tu, những cái biến hiện ở nơi tâm đều được chúng ta soi tỏ, không lầm. Không lầm. Thiện hiện ra thì thấy rõ nó là thiện. Nhưng hồi xưa mình có một cái bài mình nói về cái vụ này á, thì thấy rõ nó rồi á, nó còn hay là nó mất mình cũng phải thấy rõ. Đồng thời cái tuệ của mình nó hơn chút nữa. Cái này là không mất thời gian đâu nè. Cái lúc mà chúng ta công phu sâu quá thì mình thấy cái chuyện này nó không mất thời gian. Cũng ở nơi sát na đó, ý niệm nó hiện ra thì mình thấy rất là rõ là nguyên nhân nào nó mới hiện ra ý niệm này. Và ngay nơi hiện tiền nó hiện ra ý niệm này thì nó còn hay là mất, tương lai nó còn khởi nữa hay là nó đã hết rồi. Gần như chúng ta công phu chúng ta chưa trả lời với mình cái chuyện này, đúng không? Ba thời có một ý niệm. Cái này là nói mấy năm về trước rồi đó. Cho tới giờ phút này chưa có mấy người thấy được cái điều này. Và không thấy được điều này rồi thì đi sâu vào công phu khó, rất khó. Ở đây mấy năm mình nói cái chuyện ba thời của một ý niệm, mình nói cái chuyện là 4 cái đế của một ý niệm, phải không? Đế thứ nhất là gì? Sanh là khổ, đúng không? Hai là tập là nguyên nhân của khổ. Thứ ba là diệt và thứ tư là đạo. Ở nơi hiện tiền nó có đủ 4 cái đế này, nơi một ý niệm. Và nếu như mà người nào có đủ cái tuệ để có thể thấy một sự việc xảy ra có đủ đầy đủ 4 cái điều này thì người đó là người giác ngộ. Thành ra giác ngộ tứ diệu đế không có nghĩa là mình phải giác ngộ cái gì, mà là ở nơi hiện tiền chúng ta phải thấy đủ 4 điều này. Nếu như bây giờ chúng ta bị nhói tim thật là đau, gần như muốn tắt thở đang lúc ngồi thiền, mình ưỡn ngực lên rồi mình thở thông này nọ kia, hồi nó cũng đau lại. Ngồi đúng tư thế nó cũng đau, thở đúng cách nó cũng đau. Và chắc chắn là lần đầu mình không đủ sức, mình thấy thiền định mình cạn mình không thấy. Cho tới một ngày, hai ngày cơn đau đó nó vẫn tiếp ra, tiếp diễn. Và lúc đó tâm mình nó lắng động được. Thì mình thấy ngày xưa cái người kia ức hiếp mình. Mình đau đến mức độ mình ngã gục, hoặc là mình chết ngất, hoặc là thậm chí là mình chết luôn. Thì bây giờ cái đoạn nghiệp đó nó quay trở lại, khiến cho mình bị nhói tim trong giai đoạn đang công phu này. Và thường mỗi cơn đau là chúng ta sẽ qua một nghiệp nếu chúng ta thấy được cái gốc của nó. Mỗi một cái chuyện xảy ra mà nó ảnh hưởng tới thân tâm, làm cho chúng ta bất an trong đời này á, là chúng ta chuẩn bị qua cái nghiệp đó, hiểu không? Nhưng mà nếu mình không thấy nguyên nhân thì mình không biết cách hóa giải. Thành ra cứ chữa, chạy chữa cái tim này thôi, chứ chưa bao giờ ai đủ sức để thấy ở cái cơn đau xảy ra là lý do gì và cần phải làm gì để cho qua. Thấy được nguyên nhân là tự động nó mất, chứ không cần phải làm gì. Nhưng mà ít ai thấy lắm, ít ai thấy. Thành ra cái người mà nói gì nói chứ có tu ở trong đạo Phật á, thì họ sẽ thấy ra, họ sẽ thấy ra. Và họ thấy tự động này nó biến mất. Họ thấy bằng cái thấy rất là bình thường, không có phải là hơn thua chống đối, mà là cái thấy gọi là cái quán sát, cái trí tuệ, cái tỏ thông, cái rõ ràng, không lầm lẫn của cái nguyên nhân quá khứ dẫn tới cái hiện tại này, là tự động nó biến mất. Mà cái này cái là rất là khó, chứ không phải đơn giản đâu. Chúng ta không có công phu, chúng ta không thấy nổi cái này. Không thấy nổi thì nó gọi là nó tồn lại, nó trữ, nó tích chứa trở lại ở nơi tâm thức mà mình không cách để tháo gỡ nữa. Vì vậy là cái nghiệp đó nó sẽ sống lại rồi nó sẽ tiếp tục tồn trữ trong tâm thức của chúng ta, chứ nó không có thoát ra. Vì vậy xem như là mình không có thoát một nghiệp. Nó có tu mình thấy nó có ra những cái chuyện như vậy. Thế ra mỗi lần mình đối diện với nghiệp báo, đối diện với bất kỳ một cái sự việc gì mà chúng ta không dính hay là không dính thì chúng ta phải rõ ràng với chính mình. Cho nên ở trong cuộc sống này, bình thường cái người có tu á, thì mình lo cái gì? Mình lo tháo gỡ nhiều hơn là lo gây hấn để quân tập tiếp, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình gặp một người và người đó nó có nghiệp cũ với mình, họ nói một lời nào đó, một hành động nào đó, một việc làm nào đó của họ, mình nghe nó tức, nó khó chịu lắm. Rồi bắt đầu mình để ý cái người này, cứ mỗi lần gặp người này là mình khó chịu. Mình nhịn được 3 lần, 4 lần rồi bắt đầu mình lên tiếng, mình nói. Mình sẽ hơn thua với họ, mình nói chuyện câu mâu với họ, mình để tìm cái thái độ chống đối họ. Đó, tức là mình làm cho chuyện nó lớn thêm, chứ mình chưa bao giờ mình muốn tháo cái này. Để ý rồi phải không? Một là mình sẽ bắt đầu, chuyện đầu tiên là mình sẽ không nói chuyện với người đó. Mà nói chuyện thì chắc chắn là không có lời ôn hòa. Thôi không gặp thôi mình ôm chịu đi, mình rủ bạn mình cái mình kể cái chuyện cái bà này, bà thấy ghét vậy đó mày ơi, tao không muốn nói chuyện tụi bay, đừng nói mày đây nói chuyện bà, tao không chơi mày nữa. Nên kiểu nó gì đó thì nó trở thành bè phái chống đối hơn thôi với nhau. Thì vậy là từ sự việc này tiếp nối sự việc kia, chúng ta không dừng. Mà nếu chúng ta làm vậy thì hành động đó không phải là hành động của người tu. Tu kiểu gì không biết, nhưng mà vẫn tiếp tục gây hấn, tức là gây chuyện á, vẫn tiếp tục tạo nghiệp mới. Cái đó được gọi là tạo nghiệp mới. Nghiệp cũ thì nó đã đầy, chưa giải quyết xong, mà nghiệp mới thì tiếp tục quân vào. Thì có bây giờ mình ngồi lại mình hỏi, ủa mình tu cái gì không ta? Nó kể những cái chuyện mà mình thấy nó rất là bình thường, nhưng mà có không? Có nhiều lắm, gần như ai cũng có. Chúng ta không có tu thì chuyện này sẽ xảy ra. Thành ra đôi lúc mình thử, chỉ cần thử một cái người tu đơn giản là mình biết người đó ghét người kia, không có ưa. Và một là mình khen người kia trước mặt họ, coi họ thái độ gì. Mình kể một chuyện rất là chân tình về cái người mà họ ghét, vì cái người này hôm nay có tu tập, họ có tiến bộ. Mình nói cái lời khen cũng chân thật chứ không phải là thử. Nhưng mà người này sẽ phản ứng như thế nào thì mình biết là người này có tự quá giải nghiệp của mình với người kia, hay là vẫn còn nguyên đó. Họ còn nguyên đó thì họ sẽ nói lòng vòng, họ cũng nói cái kiểu của đạo lý, nó cũng phân tích đạo lý thế này thế kia thế nọ. Để chi? Để rằng để cho mình là không nên chấp nhận người kia. Một cách rất là khéo léo. Vì cái điều đó để thể hiện cái nghiệp của mình bị dính mắc, mình không tháo ra được. Cho nên có những cái chuyện mà chúng ta thấy thì giống như mình tinh tấn, mình tu lắm, ngày nào mình cũng lại Phật, mình cũng tụng kinh, mình cũng tọa thiền, mình vẫn là nghiêm túc ăn quả đường, mình giữ oai nghi tế hạnh, đủ thứ chuyện cái gì trong Phật Pháp đưa ra mình làm hết. Nhưng mà cả đời mình không quá giải được nghiệp nào. Nói thì nghe nó mít lòng, nhưng mà tôi nói là cả đời không quá giải được nghiệp nào hết. Đụng chuyện biết liền. Đụng chuyện biết liền. Ra sâu ở nơi tông chúng ta có sự chấp sự việc mà chúng ta không có cách để chúng ta thoát. Và rồi cái mình bỏ qua ngày mai ngày kia mình sẽ gặp một cái chuyện giống như vậy nữa, cái mình dính mắc, mình không tháo gỡ, cái mình tiếp tục bỏ qua. Cứ vậy mà chồng chất. Hỏi sao mình tu không tiến bộ? Như sáng mình nói là không tu thôi, tu thì sao? Tu thì cái gì mình cũng thoát hết đó, mà không tu thì không thoát được cái gì. Tại ra lâu lâu mình nhìn lại mình không thoát được cái gì thì mình biết rằng đã bao nhiêu năm mình ở trong chùa mình không tu cái gì. Đừng có nghe người ta nói vậy mình phiền não. Nhiều khi có nhiều người họ cũng nói thật với mình, tôi thấy nhiều người họ nói, ủa thấy thầy trong chùa mà thầy có tu gì đâu ta? Nói sao mày không biết tao không tu? Tao ở đây cả đời mày nói tao không tu. Bảo đảm mình sẽ cãi kiểu đó. Mà nhìn lại là cái sự thôi, những cái sự việc xảy ra trong đời sống đời thường thôi, mình thoát kiểu gì cái đó để thể hiện là mình có tu hay không. Đụng một chuyện thôi mình gọi là cái bực tức xảy ra nơi lòng á, mình có kiềm chế nổi không? Và cho rằng mình kiềm chế thì cái sự sôi sục ở nơi tâm mình nó có hạ nhiệt không? Chứ ta chọc mình tức, mình không có nói câu nào hết, cái mình bỏ mình đi. Tưởng mình thành thánh rồi, nhưng mà nó sôi sùng sục ở đây nè, quay lại cắn đầu mày được, tao cũng cắn nữa, nhưng mà tao thấy là không lợi thôi, tao bỏ tao đi. Kiểu đó không phải là kiểu tu. Đừng nói là tôi nhẫn nhịn, tôi nhẫn nhục cái gì đó, không có nhẫn kiểu đó đâu. Nhẫn là phải hết. Tức là không có dính mắc với sự việc đó là mình xây lưng là nó phải biến mất ở nơi lòng của mình, không có một cái gợn gì hết đó. Sau đó mình quay lại mình gặp mình nói chuyện người đó rất là bình thường, chứ không phải mang cái hình bóng là hồi nãy bà chửi tôi bây giờ quay lại tôi giả bộ làm quà với bà, nhưng mà ở trong này nó chưa có nuốt được cái cục tức đó nuốt chưa xuống. Đó là sự đó, coi như là những cái việc mà xảy ra rất là đời thường trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta có dính hay không đó. Nếu chúng ta có dính những cái chuyện này thì biết rằng công phu chúng ta kém. Nói không tu thì nghe nó mít lòng, nhưng mà tu cái gì thì mình cũng vẫn chưa có tìm ra nó vẫn là cái dấu hỏi, chưa biết tu cái gì. Nhưng mà đụng chuyện gì gần như là mình cũng không thoát được chuyện gì. Ai nói mình dụng công mình vẫn 3 ngày 7 bữa mình chưa quên, thì mình chưa biết là mình dụng công cái kiểu gì, mà không biết cái kiểu gì để mình thoát ra được những cái chuyện lỉnh kỉnh xung quanh trong đời sống này. Gần như là chúng ta bế tắc. Mà tôi thấy nhiều người bế tắc quá, nhiều lắm. Hỏi làm sao thì con cũng không biết con làm sao luôn đó. Lý do tại sao đó, lý do đầu tiên là mình nói là ngay cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm của mình không minh định là mình dính hay không dính, hiểu chưa? Thì bây giờ mình phải trở lại vấn đề là mình thấy rất rõ ràng là mình dính hay là không dính. Mình phải minh định cho được. Qua chuyện rồi mình thấy là mình còn ứ động hay là đã thông lưu rồi. Đó. Những cái điều này là những cái điều mà chính bản thân mình phải hết sức nghiêm khắc